Tiếp tục series review nhà đất tại thành phố Huế thì hôm nay mình sẽ gửi đến cho tất cả mọi người một căn nhà 2 tầng 20, 3 phòng ngủ nằm ngay trung tâm thành phố mọi người nhé. Cách Vincom tầm khoảng 5 phút đi xe máy thôi mọi người. Cách cầu Trường Tiền phố đi bộ thì tầm khoảng 7 phút tên mọi người nhé. Đặc biệt là đường ô tô đậu đỗ vô tư mọi người. Đó, cách mặt tiền tầm khoảng cỡ 100 mét, trước mắt chúng ta là đại đường Kiệt mọi người nhé. Thuộc vị trí an ninh cực kỳ tốt, dân cư thì đông đúc. Đặc biệt là thuộc khu vực An Cựu, khu vực là cao ráo, không ngập lụt mọi người ha. Đó. Đây, và đây là trước mắt là căn nhà của chúng ta, 2 tầng 20, tông màu chủ đạo là màu trắng kết hợp với màu xanh, tạo cho chúng ta một cảm giác rất chi là dễ chịu và sang trọng mọi người ha. Với diện tích là 64 m², ngang là 5,5 m. Nhà thì hai mặt tiền trước và sau mọi người nhé. Hướng chính là hướng đông nam. Hai mặt tiền trước sau nên rất chi là thoáng mát mọi người ha. Đó, pháp lý đầy đủ, sổ hồng, trao tay công chứng ngay. Nhà thì 2 tầng 20, 3 phòng ngủ, đặc biệt là có phòng ngủ dưới. Rất chi là thuận tiện cho người lớn tuổi cũng như là trẻ nhỏ ở. Đó, rồi, xin mời mọi người cùng mình để vào bên trong tham quan ngôi nhà mọi người ha. Tiếp theo, đây là khu vực sân để xe với diện tích là tầm khoảng 10 m² mọi người ha. Đó, để được 3 đến 4 chiếc xe mọi người. Đó, nhà thì được thiết kế cổng cửa rất chi là kiên cố mọi người ha. Đó, đây là cửa nhôm Sifa, cái trời vẫn là kính cường lực, tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất chi là thoáng và sang trọng mọi người. Cách âm thì cực kỳ tốt và đặc biệt là chống tia hồng ngoại mọi người nhé, khi mà chiếu vào trong nhà. Đó, trên trần thì cho ta bắt được một số bóng đèn, tạo cho chúng ta một cái không gian thoáng, và thứ hai nữa là sáng sủa căn nhà mọi người ha. Rồi, mời mọi người cùng mình đi vào bên trong tham quan bên trong căn nhà. Thì nhà thì đã được gia chủ đã hoàn thiện cơ bản là được 70-80% về nội thất mọi người nhé. Còn mọi người có khi mà mua nhà và sở hữu nhà thì mình có thể là về mình sắm thêm những cái nhu cầu thiết yếu của mình ha. Đây là khu vực phòng khách thì cực kỳ rộng, có thể là 2-30 người ngồi mọi người nhé. Rất chi là rộng mọi người ha. Trần nhà thì được đóng thạch cao cực kỳ chắc chắn mọi người, kết hợp thêm một số đèn led tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất chi là sang trọng và bắt mắt mọi người. Tiếp đến thì giữa phòng khách và khu vực bếp thì có làm một cái ngăn cách bằng gỗ ép mọi người nhé. Đó, rất chi là sang trọng để tạo cho chúng ta một cái không gian riêng lẻ giữa phòng khách và khu vực bếp. Ngoài ra thì được nhà thì được anh chủ anh tặng kèm thêm một bộ bàn nữa mọi người nhé. Một bộ bàn ăn gồm có 6 ghế gỗ cực kỳ sang trọng ha. Đây là khu vực bếp đã được gia chủ sắm một số cái nội thất cơ bản đó mọi người nhé. Đây là cái kệ tủ mà được bắn ép vào tường, gắn vào tường sẵn hết rồi. Đây là kệ để chắn đũa này. Đó, chỉ việc vào và sắm thêm một số cái vật dụng đi mà để mà sử dụng thôi mọi người ha. Đó. Công chức năng của tầng 1 sẽ là một khu vực xe sân để xe, một khu vực phòng khách, một khu vực bếp, một phòng vệ sinh và đặc biệt là có một cái phòng ngủ ở phía dưới mọi người nhé. Đây, mời mọi người di chuyển vào bên trong để xem có phòng ngủ. Nhà mà có phòng ngủ dưới rất chi là thuận tiện mọi người nhé, cho người lớn tuổi mà không có đủ có sức khỏe mà để leo cầu thang này. Đó, cũng như là trẻ nhỏ ha. Phía sau phòng ngủ này là sẽ là một cái tuyến đường mọi người nhé, tiếp tục là đường Kiệt mọi người ha. Đường Kiệt thông hai đầu. Đó, rất chi là thoáng. Với diện tích là 64 m², ngang là 5,5 m. Hướng chính là đông nam thì nhà ở rất chi là mát mẻ và thoáng mát mọi người ha. Với tầm tiền tài chính thì 2,7 tỷ đã sở hữu ngay một căn nhà 2 tầng 20 như thế này, ngay trung tâm thành phố, đặc biệt là ô tô đậu đỗ vô tư thì rất chi là thuận tiện mọi người nha. Đó, mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em Pháp trên màn hình để được hỗ trợ về, thứ nhất là hỗ trợ chi tiết về căn nhà, thứ hai nữa hỗ trợ mọi người tham quan căn nhà, và thứ ba là hỗ trợ thủ tục công chứng sang tay cũng như là hỗ trợ về bên mảng pháp lý. Nên mọi người cứ yên tâm việc đó mọi người ha. Mọi người xem qua video nhớ cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh để mình có động lực tìm những cái sản phẩm tốt để mình qua lên đây để cho mọi người cùng tham khảo và chọn cho mình được những bất động sản tốt nhất có thể mọi người ha. Tiếp tục lên tầng 2 thì cầu thang sẽ được làm bằng đá hoa cương mọi người nhé. Màu đen, cái trời với là kính cường lực. Tay đầm thì tâm bằng gỗ chắc mọi người nhé, gỗ đặc mọi người nhé. Đó, rất chi là sang trọng mọi người. Tầng 2, công chức năng của tầng 2 thì là gồm 2 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 ban công,
hai phòng vệ sinh, đầy đủ hết tất cả các công chức năng mọi người ha. Thật sự trong cái giai đoạn này mà mọi người sở hữu cho mình những cái bất động sản như thế này thì cực kỳ tốt mọi người nha. Thứ nhất là giá thành cực kỳ mềm, đã rơi vào đáy và chạm đáy rồi mọi người ha. Đặc biệt căn nhà này anh chủ ảnh rất chỉ là thiện chí muốn bán mọi người nhé, nên để lại cái giá cực kỳ mềm luôn ạ. 2 tỷ 7 đã sở hữu ngay một căn nhà ngay trung tâm thành phố, mà đặc biệt là đường ô tô đậu đỗ vô tư đó. Anh chị em nào quan tâm mua bán nhanh, anh chủ sẽ bớt và thương lượng cái giá cực kỳ tốt cho tất cả mọi người nhé, để mọi người có thể là an cư lập nghiệp cũng như là đầu tư bất động sản ngay lúc này đó. Tiếp đến là đây là tầng 2, thì tầng 2 là có 2 phòng ngủ, đây là phòng ngủ số 2 của tầng 2 mọi người ha. Thì phòng ngủ tầng 2 thì được phòng vệ sinh khép kín hết mọi người. Thank you.